Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách đúc cái viên kê. Đây là cái viên này là viên ST07, tức là nó cao 7 phân so với mặt sàn. Để chúng ta làm sắt hai lớp thì gọi đơn giản là lớp trên, lớp thứ hai đấy, lớp sắt bên trên. Cái kê này nó có chân trụ hình chữ H này, nó rất là khỏe và chắc cho mái. Mái sẽ không bị xô sạch, còn nếu mà các bạn uốn đai sắt thì mái sẽ vẫn bị xô sạch, nó không đều. Đấy, được hướng nọ thì mất hướng kia, nhưng cái này mình để thì nó là chân trụ nó cố định luôn đó. Và nếu như mà các bạn mà làm sắt song song nữa thì làm sắt cùng một lớp đấy, không làm solia mà làm cùng một lớp luôn, hai lớp mà làm cùng một lớp thì cái con ngẫng kia nó sẽ đặt vào cái con bên dưới thì gần như là không có độ xê dịch luôn đấy, thì nó là tuyệt đối 100% luôn. Mái kể cả các bác thợ có chạy nhảy nhún nhảy bánh tennis bên trên, sắt vẫn cứ định vị không có xê dịch gì cả, nó yên tâm cho công trình. Các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với bên số điện thoại của Huấn 0936863268 để được tư vấn cũng như là nhận được những cái dòng sản phẩm của bên mình, cả về viên kê và khuôn đúc. Đấy, thì các bạn cứ liên hệ qua số điện thoại của Phạm Huấn 0936863268, điện thoại Zalo và Facebook luôn. Các bạn cứ gõ đa nền tảng là sẽ ra kênh của mình luôn. Đó. Đấy, nếu các bạn mà vào YouTube thì các bạn cứ gõ số điện thoại của mình ra là nó cũng ra kênh YouTube luôn. Đấy. Các bạn sử dụng cái món này là cái món nhớt thải thôi. Đấy. Nhiều bác khách có hỏi là mình bôi cái này là cái chất gì, thì đơn giản cái này nó chỉ là nhớt thải của xe máy thôi. Các bạn cứ ra cửa hàng xe máy là có. Mình bảo các bác họ để lại cho. Hoặc là nếu mà các bạn đi đấy, các bạn đổ hỗn hợp vào. Đấy, các bạn ra cửa hàng nhớt xe máy là có. Và nếu mà các bạn không có thì các bạn đi thay dầu mới luôn, thì lấy cái lọ cũ về là xong. Thằng nào xe cũng đến lượt thay dầu rồi. Đấy, cái hỗn hợp mình đang đổ đây là một xi măng và một cát, tức là tỷ lệ theo mác là 1:1. Và mình đã đưa vào máy, mình đánh đều cái hỗn hợp này lên rồi. Đấy, mình đánh bằng máy thì nó sẽ đều hơn. Và các bạn cố gắng là làm thì mình đảo thật đều, và đảo nó khan khan thôi, chứ mình cho nhiều nước quá thì khuôn nó sẽ lại bị ngót, thì nó lại kích cỡ nó không chuẩn, khuôn nó lõm xuống. Đấy, các bạn chịu khó cho nó rung đều lên cho khuôn nó được đẹp, mịn màng và không bị ngót xi măng. Đấy, đây là cái máy rung đây. Còn máy rung này thì mình sẽ đưa vào mình rung. Các bạn trông thì như vậy thôi, nhưng mà khi mà sờ vào cái khay này thì nó rung rất là mạnh. Đấy, các bạn quan sát này, con này là con ST70, tức là cao 7 phân và dùng cho sàn lớp 2 các bạn nhé. Dùng cho sắt lớp 2, sắt lớp trên. Các bạn rung đều này, nếu các bạn không có máy rung thì mình dùng tay mình gõ như này. Các bạn cứ gõ đều, gõ lâu lâu một chút, tại vì mình gõ càng lâu thì cái bê tông nó càng lắng xuống, cái mặt bọt nó sẽ đẩy lên, và cái bọt của xi măng nó sẽ đẩy lên, và cái khuôn của mình nó ra lò thì nó sẽ không bị rỗ, thì sản phẩm nó sẽ đẹp. Ở đây thì mình sử dụng máy rung thì nó gần như là tuyệt đối 100%, khuôn ra là đều đẹp, mịn, bóng và cực kỳ là chắc luôn. Theo cái tỷ lệ 1:1 mà mác 400 này thì không thể chê được. Đấy. Các bạn chọn là cát vàng loại xịn mà có pha sỏi thì nó sẽ tốt, nó tạo cái độ rắn cho cái viên kê này. Đấy, thì khi mình sử dụng nó sẽ chắc. Bên mình thì ship hàng toàn quốc với cái viên kê này nhé. Các bạn có nhu cầu về viên kê này thì cứ liên hệ với bên mình thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Một sàn thì bao nhiêu mét vuông thì sử dụng bao nhiêu viên, khi nào như nào thì và sử dụng cái loại viên nào cho hợp lý, thì các bạn có thể liên hệ với bên mình để bên mình sẽ tư vấn và ship hàng toàn quốc cho các bạn. Đấy, các bạn không ạ? Đấy, mình rung là nó sẽ lắng dần và nó ngót xuống, nó đẩy cả cái thành ra luôn. Đấy, như rung nó xuống như vậy. Ngót xuống thì khi mà ra lò thì nó rất là đẹp.
cái tỷ lệ pha trộn của chúng ta là 1:1 các bạn nhé. Đây, như cái khay này là mình đã ra lò rồi các bạn ơi. Đấy, ra lò rồi mà nó nhớt nó ra cho nên là khuôn vẫn sạch nguyên. Hay cho nhớt vào thì khuôn nó ra rất là sạch, mình có thể đổ được luôn, không cần phải rửa hay là vệ sinh gì cả. Đấy, chúng ta lại bôi nhớt và lại tiếp tục đổ, và mai chúng ta lại ra được lò luôn. Đấy, rất là nhanh. Sáng ông vào đây rồi thì đấy, thì các bạn cứ để như này 24 giờ là mình sẽ tháo ra được rồi. Rất là đơn giản thôi. Đây, con kê ra rất là đẹp luôn, mịn màng.